Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Hoan hỉ chào đón quý khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phong thủy rất phổ biến hiện nay. Chúng thuộc nhóm cây cảnh phong thủy thích hợp để trồng trong nhà lẫn ngoài trời, mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Tương tự như cây phong thủy kim tiền, cây phong thủy vạn lộc, cây phong thủy vạn niên thanh. Lưỡi hổ cũng là giống cây dễ sống, dễ chăm sóc. Tuy nhiên nếu phạm phải các đại kỵ trong quá trình chăm sóc, cây lưỡi hổ sẽ phát triển còi cọc, lá hẹp, dễ úa vàng và mang lại không ít rắc rối cho gia chủ. Vậy để cây lưỡi hổ xanh tốt, đem đến may mắn tài lộc thì cần lưu ý những gì? Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Trong phong thủy, cây lưỡi hổ có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ và chống lại những điều xui xẻo trong cuộc sống. Lá của cây lưỡi hổ mọc thẳng đứng thể hiện sự quyết đoán, ý chí tiến lên của con người. Dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của cây lưỡi hổ là biểu tượng của sự uy quyền, danh gia vọng tộc, phú quý và may mắn. Nhiều người không biết rằng cây lưỡi hổ có hoa và cũng không biết cây lưỡi hổ ra hoa có ý nghĩa gì. Hoa lưỡi hổ mang vẻ đẹp kiêu sa và có ý nghĩa lớn trong phong thủy. Theo quan niệm của người xưa, những người trồng cây lưỡi hổ nếu chăm cây ra được hoa, người đó sẽ rất may mắn trong năm. Không chỉ may mắn trong cuộc sống mà còn mang đến nhiều thuận lợi trong công việc và tiền tài dồi dào. Người Trung Hoa thường trồng loại cây phong thủy này trong nhà như một cây quý giá có ý nghĩa phong thủy hưng thịnh, vì 8 vị thần sẽ ban tặng 8 đức tính quý giá của họ cho người sở hữu cây lưỡi hổ. Đó là thịnh vượng, sắc đẹp, sống lâu, thông minh, sức khỏe, nghệ thuật, sức mạnh và thơ ca. Vì vậy nhiều công ty thường đặt cây lưỡi hổ trong văn phòng hay phòng làm việc riêng. Ngoài ra đặt cây lưỡi hổ còn mang lại may mắn, giúp gia chủ phát tài phát lộc và dồi dào tiền bạc. Vì thế nó có thể là một món quà để đem tặng đối tác, bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt như mừng tân gia, mừng năm mới. Theo như quan niệm trong phong thủy thì những người sinh nhằm năm ngọ nên chọn cây lưỡi hổ để trồng nhằm tăng thêm may mắn cho họ. Để giải thích vì sao lại như vậy, chúng ta nên biết rằng những người tuổi ngọ khá mạnh mẽ, kiên cường và họ lúc nào cũng mang đầy nhiệt huyết. Người tuổi ngọ đặc biệt hướng ngoại, có những tài năng xuất chúng và sẽ rất tốt nếu họ là một nhà lãnh đạo. Nếu xét về mặt tài chính thì người tuổi ngọ rất biết cách kiếm tiền và đồng thời việc giữ tiền đối với họ cũng rất giỏi, biết suy nghĩ tính toán cẩn thận. Nhưng bên cạnh đó, người tuổi ngọ đôi lúc lại quá nóng tính, ngoài ra còn ham lợi lớn, nên việc thất bại trong công việc hay làm ăn thua lỗ là sẽ dễ dàng xảy ra với họ. Do đó việc trồng cây lưỡi hổ sẽ giúp người tuổi ngọ xua tan những vận khí không tốt, đẩy lùi những điểm xấu và mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Để cây lưỡi hổ phát huy hết tác dụng về phong thủy, gia chủ cũng nên tìm vị trí phù hợp để đặt cây. Vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ hợp phong thủy trong văn phòng là các vị trí như đông, đông nam và trong không gian gia đình cũng vậy. Bạn cũng nên đặt cây gần lối ra vào của tòa nhà, văn phòng, chung cư, cửa nhà với mục đích cho phép 8 đức tính quý giá đi vào trước theo phong thủy. Hơn nữa đây là một loại cây rất dễ trồng và chăm sóc, có khả năng hút hơi nước và loại bỏ khí độc hại, thanh lọc không khí. Chính vì vậy ngày càng có nhiều người thích đặt chậu cây lưỡi hổ trong nhà. Tuy nhiên trồng cây lưỡi hổ có một điều cấm kỵ, thường cứ 10 người thì có tới 9 người mắc lỗi, đó chính là đặt cây ở nơi thiếu ánh sáng. Khi nói điều này, chắc hẳn nhiều người sẽ hỏi chẳng phải cây lưỡi hổ là cây sống được trong bóng râm sao? Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Thực ra cây lưỡi hổ là cây ưa sáng, chịu được ánh sáng chiếu trực tiếp và có thể thích nghi tốt với điều kiện bóng râm bán phần. Cho nên khi trồng cây lưỡi hổ trong nhà, bạn nên đặt nó ở những nơi có ánh sáng tốt như phòng khách, ban công. Khi được đáp ứng nhu cầu ánh sáng, cây sẽ quang hợp tốt hơn, từ đó lá sẽ rộng hơn, có màu xanh thẫm đẹp mắt. Các viền vàng trên lá sẽ rõ hơn, cây sẽ dễ dàng nảy chồi nở hoa hơn. Ngược lại nếu đặt cây trong tối bóng râm lâu ngày sẽ dễ khiến cây sinh trưởng chậm, lá mỏng và không to, lá bị úa vàng và mềm oặt đi. Cây còn khó mọc chồi chứ đừng nói là bung hoa. Ngoài cung cấp đủ ánh sáng,
muốn cây liễu hồ phát triển tốt thì bạn nên chú ý những điều sau. Thứ nhất, nước tưới cây. Theo đặc điểm sinh thái thì cây liễu hồ có khả năng chịu hạn tốt, nhưng ngược lại, cây lại chịu nước kém. Nếu để cây ở môi trường ngập úng hay tưới quá nhiều nước thì sẽ dẫn đến hiện tượng thối rễ và chết dần. Lời khuyên trong cách trồng cây liễu hồ chính là tưới ít nước. Mỗi tuần chỉ nên cung cấp nước một lần và đủ ẩm bề mặt đất. Quá trình tưới cây cũng cần chú ý tưới quanh gốc, không nên làm ướt lá. Những chậu cây hay khóm liễu hồ ngoài trời có thể tưới từ 2 đến 3 lần mỗi tuần nếu thời tiết mùa hè. Với những cây trồng trong nhà thì số lượng tưới ít hơn, mỗi lần mỗi tuần, hoặc khi bạn thấy đất quá khô mới nên tưới. Những cây thủy sinh thì thay nước cho cây một tuần mỗi lần sẽ thích hợp nhất. Đồng thời khi trồng cây liễu hồ thủy sinh, bạn nên đặt cây sao cho dễ sát mép nước, không nên để cây ngập quá sâu, sẽ dẫn đến hỏng thân và lá. Thứ hai, đất và phân bón cho cây liễu hồ. Như đã nói, liễu hồ là loài cây ưa hạn và có khả năng chịu khô tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc rễ cây rất dễ bị thối rữa nếu chịu ngập úng trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc chọn đất trồng chính xác cũng là bước rất quan trọng trong cách chăm cây liễu hồ. Đất trồng cây liễu hồ cần được trộn đều với than bùn. Điều này giúp tăng khả năng thoát nước, hạn chế ngập úng rễ. Ngoài ra có thể bổ sung thêm phân bón cho cây với tần suất một lần một tháng để cây hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần tránh bón phân vào mùa lạnh sẽ gây nên tác dụng không tốt cho cây. Thứ ba, nhiệt độ lý tưởng. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây được trồng và phát triển nhanh là từ 16 độ C đến 28 độ C. Cây vẫn có thể chịu lạnh dưới 15 độ C hoặc nóng lên đến 31 độ C. Nhưng những nơi có nhiệt độ vượt quá hai giới hạn trên thì cây sẽ dễ bị sâu bệnh, yếu và dễ chết. Bạn có thể mang cây trồng trong nhà ra phơi nắng 2 ngày một lần. Cây trồng ngoài trời thì bạn nên che phủ hoặc trồng thêm các cây cao để tạo bóng mát cho liễu hồ. Thứ tư, nhân giống. Để nhân giống cây liễu hồ, bạn có thể sử dụng phương pháp dâm lá hoặc tách cây. Thời gian thích hợp cho việc dâm hom là từ mùa xuân đến mùa hè. Cắt lá thành từng khúc có chiều dài 15 cm, sau đó đem dâm vào trong đất cát hoặc bùn cưa, chú ý giữ ẩm. Khoảng 3 tháng sau có thể mọc rễ. Khi dâm lá lưu ý không được đặt ngược chiều. Đối với cây con có được bằng phương pháp dâm lá thì những vằn trên bề mặt lá rất dễ biến mất. Lưu ý cây liễu hồ sọc vàng khi dâm hom từ một lá cây mẹ. Cây con rất dễ bị mất màu sọc vàng và chuyển thành màu xanh 100%. Để cây ươm giữ được màu sọc vàng từ cây mẹ, bạn nên chọn lá già và để nguyên lá rồi ươm xuống đất. Cây con mọc lên sẽ giữ được màu sọc vàng từ cây mẹ. Nhân giống bằng phương pháp tách cây có thể tiến hành quanh năm, nhưng tốt nhất nên tiến hành tách cây vào mùa xuân và mùa hè. Khi ở phần gốc của cây trưởng thành mọc ra cây con, có thể cắt và trồng ở chỗ khác để có được cây mới. Cuối cùng là các bệnh thường gặp trên cây liễu hồ và cách khắc phục. Lá bị nhạt màu, chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt, đốm trắng loang lổ. Cây của bạn bị thiếu ánh sáng, bạn hãy đem cây đặt ở vị trí nhiều ánh sáng phản chiếu hơn, như cửa sổ. Hoặc bạn có thể cho cây tắm nắng 2-3 tháng một lần, trong từ 7 đến 9 giờ sáng. Lá bị khô hoặc cháy ngọn, nhiều đốm nâu trên lá, cây bị thừa sáng, bạn nên đưa cây vào bóng râm, tránh ánh sáng trực tiếp. Lá xuất hiện đốm đen, dễ bị thối, cây của bạn đã bị thừa nước, bạn nên hạn chế tưới nước cho cây và tiến hành làm thông thoáng đất. Lá bị mềm và có những vết thâm, do nhiệt độ môi trường quá thấp, bạn nên chuyển cây tới vị trí ấm áp hơn. Lá non bị mềm, bạn đã bón phân quá nhiều, hãy lấy bớt phân và hạn chế bón ở những lần tiếp theo. Cây liễu hồ là loài cây có tính ứng dụng cao, không chỉ mang đến giá trị thẩm mỹ mà còn tốt cho sức khỏe tinh thần, khiến không gian sống và nơi làm việc được tươi mới và căng tràn sức sống. Đây cũng là loài cây rất tốt về phong thủy, mang lại may mắn, công danh và tiền tài cho người trồng. Hy vọng những cách chăm cây liễu hồ kể trên sẽ giúp gia chủ có được một cây liễu hồ phong thủy khỏe mạnh, đem đến nhiều may mắn, tài lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.